số phận trái ngược đến đau lòng của hai người bạn thân nhất với ca sĩ Kim Ngân. Hồng nhan đa truân, tài hoa bạc mệnh là những gì mà người ta nói về từng người bạn thân của ca sĩ Kim Ngân. Quen biết nhau qua một lần đi biểu diễn một đêm giữa thập niên 90, Ngọc Lan và Nhật Hạ hát chung tại một show dạ vũ, thì gặp được Kim Ngân. Quá ấn tượng với Kim Ngân, ca sĩ Nhật Hạ từng nói, rõ ràng vẻ đẹp gợi cảm của Ngân đã đàn áp hình ảnh dịu dàng của Ngọc Lan và làm tôi nhạt nhòa. Lúc đó và cho đến mãi sau này, hình như tôi chưa bao giờ cảm thấy ghen với Kim Ngân. Dù tôi và Kim Ngân cùng hát nhạc trẻ, cùng xuất hiện nhiều trên những bìa băng, bìa đĩa, tôi cưng Kim Ngân vì thủ ấy Kim Ngân đẹp và dễ thương quá. Cả ba người chơi thân với nhau từ đó, Kim Ngân và Ngọc Lan cùng làm phụ dâu trong đám cưới của Nhật Hạ. Thời điểm đó chính là thời kỳ rực rỡ nhất của ba người. Mới 25 tuổi, Kim Ngân đã là chủ trung tâm ban nhạc Kim Ngân. Nhật Hạ cũng là chủ của Nhật Hạ Production, chuyên sản xuất video ca nhạc, quay MV. Còn Ngọc Lan đã vô cùng thành danh và nổi tiếng lúc bấy giờ. Thành công rực rỡ là thế, vậy mà ít người tưởng tượng được, cuộc đời đưa đẩy ba người bạn thân vào những ngã rẽ khác nhau, người còn, người mất, hồng nhan truân chuyên, tài hoa bạc mệnh. Nốt trầm nhất trong bài nhạc buồn và có khá nhiều điểm trùng hợp với Kim Ngân chính là đóa hoa bạc mệnh Ngọc Lan, cùng được giới thiệu bởi nhạc sĩ Trường Hải, cha nuôi của Kim Ngân. Ngọc Lan trở thành một trong những giọng ca thành công nhất thập niên 1980, dù không được đào tạo thanh nhạc bài bản. Từng ngôi nhà, góc phố, quán cà phê của người Việt ở Mỹ khi ấy bật nhạc Ngọc Lan. Cô được đánh giá cao vì là nữ ca sĩ hiếm hoi có thể hát ăn khách tất cả thể loại thịnh hành lúc đó. Nhạc Pháp, Hoa, Nhật, các bài nhạc nước ngoài lời Việt, nhạc quê hương, trữ tình. Chất giọng trong, lối nhã chữ nhẹ nhàng của Ngọc Lan như tiếng gió lướt trên mặt nước, tiếng hạt cầm quyện vào trái tim nhân tình. Danh ca Lệ Thu từng khen đàn em có giọng hát sao vô cùng nhẹ nhàng, khó người thứ hai có được. Nhiều ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại coi việc được đứng chung với Ngọc Lan trên sân khấu là niềm hãnh diện. Cô đắc sâu đến nỗi nghệ sĩ Chí Tài từng nói, 10 sâu thì 8 sâu rưỡi có Ngọc Lan. Còn nhạc sĩ Trần Thiện Thanh nói cô đã tạo ra trường phái Ngọc Lan trong âm nhạc. Không chỉ có giọng hát trời phú, Ngọc Lan được hâm mộ bởi nhan sắc, phong cách trình diễn lôi cuốn. Thập niên 1980, khán giả hay khiêu vũ khi ca sĩ hát. Thế nhưng mỗi lần Ngọc Lan biểu diễn, họ nín lặng theo dõi từng cử chỉ của cô. Với mái tóc dài gợn sóng, gương mặt khả ái ẩn chứa vẻ đẹp u sầu, Ngọc Lan có nhiều fan cả nam và nữ giới. MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói, nét buồn mang mắt đó khiến khán giả khắp nơi, đàn ông hay đàn bà, không những yêu thương mà còn cảm thấy cần phải bao bọc chị, vì ở Ngọc Lan có nét gì rất mong manh, dễ tan biến. Cuộc đời của Ngọc Lan trải qua nhiều nỗi buồn, tình duyên không trọn vẹn. Đến năm 1994, khi đã ở tuổi 38, cô mới lập gia đình với nhạc sĩ Mai Đăng Khoa, người kiên trì theo đuổi cô nhiều năm. Đó cũng là thời gian Ngọc Lan phải từ bỏ sự nghiệp vì bệnh tật. Cô mắc bệnh đa xơ liên quan hệ thần kinh, ăn rất ít rồi một sáng thức dậy không còn nhìn thấy gì nữa. Xuất hiện trên sân khấu năm 1996 và 1998, cô mệt mỏi, đượm buồn, chỉ đứng một chỗ hát và có người dìu. Khi Ngọc Lan qua đời ngày 6 tháng 3 năm 2001, nhạc sĩ Anh Bằng viết trong ca khúc Vĩnh Biệt Một Loài Hoa, người con gái ấy mang tên Loài Hoa, mắt biết suối trong, mi công ngọc ngà, loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa. Trong ba người Kim Ngân, Ngọc Lan, Nhật Hạ, có lẽ Nhật Hạ là người may mắn nhất, số phận trái ngược với hai người còn lại. Hiện tại cô đang có cuộc sống viên mãn với người chồng đại gia ở Mỹ. Tuy đường tình duyên cũng hơi trắc trở. Nhật Hạ tên thật là Vũ Thị Ngọc Liên, là một trong những ca sĩ hải ngoại nổi tiếng thập niên 80 với giọng hát làm chao đảo trái tim nhiều khán giả. Nét đẹp của Nhật Hạ khi ấy cũng khiến không ít người say đắm, trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc vượt thời gian. Chính vẻ đẹp cuốn hút với gương mặt đẹp, đôi mắt to, đôi môi mộng đã giúp Nhật Hạ bước vào thị trường giải trí từ độ tuổi đôi mươi, vừa hát, vừa làm người mẫu. Nhật Hạ rời Việt Nam từ năm 18 tuổi. Sau khi đến Mỹ, cô được một chủ phòng trà ở San Jose mời ký hợp đồng hát hàng đêm. Năm 1985, Nhật Hạ có đĩa nhạc đầu tiên mang tên Mơ Ai. Về sau, cô hợp tác với nhiều hãng băng đĩa nổi tiếng ở hải ngoại là Sia, Thúy Nga. Trở thành gương mặt gây sốt ở các tụ điểm với dòng nhạc New Wave, nhạc ngoại lời Việt và nhạc trữ tình. Sau đó, cô bén duyên với nghề người mẫu,
đặt chân lên sàn catwalk và hoạt động ở thị trường này 10 năm trước khi trở lại hẳn với nghiệp cầm ca. Đó là những năm tháng vàng son nhất của Nhật Hạ cho đến cuối thập niên 1990, khi cô tuyên bố ngừng ca hát. Sau 10 năm vắng bóng, nữ ca sĩ trở lại sân khấu vào năm 2007 nhờ sự khuyến khích, ủng hộ của người chồng thứ hai. Suôn sẻ trong sự nghiệp nhưng đường tình duyên của Nhật Hạ lại lận đận, phải đến cuộc hôn nhân thứ hai mới tìm được bến đỗ hạnh phúc cho đến hiện tại. Cô kết hôn lần đầu khi còn khá trẻ, với một doanh nhân, nhà sản xuất giàu có ở hải ngoại. Sau 10 năm chịu đựng nhiều sự trái ngược về tính cách, nữ ca sĩ chấp nhận tay trắng ra đi để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, cô vẫn giữ mối quan hệ tốt với người chồng đầu tiên. Nhật Hạ từng cho biết, thời trẻ tình duyên tôi khá lận đận, khi tôi sống bên cạnh người nào đó thì luôn sống hết mình, không làm điều gì sai trái nên khi hết duyên thì tôi và chồng cũ vẫn là bạn, được gia đình bên chồng tôn trọng. Sau khi khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên, Nhật Hạ rời sân khấu và chuyển sang hình ảnh một nữ doanh nhân. Về sau, cô gặp gỡ nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình, xác định duyên nợ với nghệ thuật chưa dứt và quyết định quay lại với âm nhạc. Người đàn ông hơn Nhật Hạ 18 tuổi này về sau đã trở thành bạn đời của cô. Nhạc sĩ Huỳnh Thái Bình quê gốc Thái Bình. Ông học trung học phổ thông ở Sài Gòn cho đến năm 1967, sau đó sang Nhật du học. Sau khi tốt nghiệp, ông sang Canada học thêm về kinh tế ngoại thương, trong rủi ở Mỹ để học luật, sau đó hành nghề luật sư tại đây. Vài năm sau, ông chuyển sang lập công ty chuyên bảo trì các cao ốc với đội ngũ nhân viên lên đến 500 người, trở thành một trong số những người Việt Nam nổi tiếng, thành đạt ở tiểu bang Virginia, Mỹ. Ông chơi piano rất giỏi, biết sáng tác, có một số tác phẩm được biểu diễn tại hải ngoại. Năm 2002, nhạc sĩ Thái Bình gặp Nhật Hạ ở Mỹ sau khi cô đã kết thúc cuộc hôn nhân đầu tiên và đang làm kinh doanh. Cặp đôi gặp nhau tại một buổi trình diễn từ thiện, trở thành bạn, cùng chơi game bằng cách người viết lời, người soạn nhạc. Khi kết duyên với mỹ nhân không tuổi vào năm 2006, ông đã động viên cô trở lại với nghệ thuật. Nhật Hạ nói chồng là người cho cô sự tự tin, còn khán giả cho cô được tỏa sáng với tài năng của mình. Nữ ca sĩ từng tâm sự, thành công trong kinh doanh, nhưng đến một ngày ông xã tôi nói rằng công việc đó chỉ mang lại tiền mà không có thêm gì khác cho xã hội. Anh ấy mong tôi trở lại làm nghệ thuật và làm từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Thời điểm đó chúng tôi cũng tranh luận tới 3 năm liền. Tôi không thể chịu được suy nghĩ sẽ đóng cửa tiệm khi mà mỗi ngày có nhiều người chờ tôi làm đẹp cho họ trước những ngày trọng đại của cuộc đời. Mỗi tối nhà hàng của tôi đông kín khách. Tôi đi từ bàn này qua bàn khác, chào hỏi từng người, ngắm nghía họ thưởng thức cuộc sống. Thế nhưng cuối cùng, tôi nhận ra ông xã nói đúng. Khi trở lại sân khấu, tôi thấy niềm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim mình. Chính anh là người bắt buộc tôi trở lại với niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, để quyết định rằng tôi còn có thể đứng trên sân khấu gửi lời ca tiếng hát của mình đến mọi người hay không là nằm ở khán giả. May mắn, tôi vẫn còn được nhiều người nhớ tới để có thêm cơ hội được biểu diễn nhiều nơi, Nhật Hạ chia sẻ thêm. Nhật Hạ từng cho biết cuộc hôn nhân thứ hai của cô khởi đầu không hề suôn sẻ. Khi phía gia đình bạn trai cấm cản lúc biết anh muốn kết hôn với một ca sĩ. Cô kể, khi anh ấy quyết định lấy tôi, gia đình cũng phản đối lắm. Họ không thể tưởng tượng được là anh ấy sẽ cưới một ca sĩ. Nhưng chúng tôi hợp nhau nên cuối cùng thì đời sống gia đình đã rất suôn sẻ. Tôi may mắn gặp được anh ấy trong đời, và anh ấy cũng nói thế. Bạn bè hỏi anh ấy có vui không? Anh ấy bảo không vui, mà là rất rất vui. Nhật Hạ thổ lộ, từng rơi vào cuộc đổ vỡ không mong muốn, làm mẹ đơn thân trong một thời gian dài nên cuộc hôn nhân thứ hai với anh Bình đem đến cho tôi sự cân nhắc rất lớn. Nhưng bây giờ thì tôi rất hạnh phúc. Lấy anh Bình trên 10 năm, chúng tôi vẫn chưa bớt nồng nàn, lãng mạn. Tôi có một người chồng là người yêu, tri kỷ, có nhiều điểm chung trong cuộc sống. Đến nay, cuộc hôn nhân của Nhật Hạ đã kéo dài 15 năm và cô tự nhận mình có được sự viên mãn khi sự nghiệp, tình duyên đều cân bằng. Cô cho biết suốt hơn một thập kỷ đi cùng nhau, nhiều lúc vợ chồng cũng cơm không lành, canh không ngọt, nhưng vẫn ở lại vì thương nhau. Nhật Hạ cũng là người bạn rất thân với ca sĩ Kim Ngân, và cũng nhiều lần giúp Kim Ngân trong quá khứ, với mong muốn giúp đồng nghiệp hồi phục trí nhớ. Nhật Hạ thường mang những poster cũ của Kim Ngân để gợi nhớ lại ngày xưa. Cô khẳng định, những nghệ sĩ khác cũng không hề bỏ quên Ngân. Chúng tôi đã làm những show gây quỹ, thuê phòng ở nhà chị Lê Uyên, đóng tiền nguyên năm cho Ngân. Nhưng Ngân vẫn lang thang, không chịu về nhà.
Gặp Ngân, bạn bè ai cũng tiếc thương, xót xa cho mỹ nhân một thời lừng lẫy. Nhật Hạ vẫn luôn cầu nguyện có một phép màu xảy ra, để Ngân có thể tỉnh trí, hết muốn lang thang, và có một đời sống bình an. May mắn vì gần đây Thúy Nga đã xuất hiện, giúp đỡ Kim Ngân. Hy vọng sắp tới sẽ có một cuộc hội ngộ giữa Nhật Hạ và Kim Ngân.